Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí lưu ý địa phương nên tập trung 3 chỉ tiêu có khả năng không đạt, gồm thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với công tác chuẩn bị cho đại hội, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, với đặc thù riêng chắc chắn sẽ có những điểm khác biệt trong quá trình xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, khâu tuyên truyền và tổ chức đại hội.